Thưa quý vị và các bạn, từ xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, nhưng được tỉnh quan tâm đầu tư và với nỗ lực của ngành y tế, 25 năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Hưng Yên đạt được nhiều kết quả vượt bậc, nhất là thời điểm phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Những hình ảnh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 1997. Đây là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất đang hoạt động vào thời điểm tỉnh Hưng Yên mới tái lập. Khi đó, toàn tỉnh có 171 cơ sở y tế, trong đó có 160 trạm y tế tuyến xã, hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu. Tuyến tỉnh, tuyến huyện chỉ có hơn 1.000 giường bệnh, toàn tỉnh có 300 bác sĩ, tỷ lệ chưa đến 3 bác sĩ trên 1 vạn dân. Giai đoạn 2000-2006, được sự đầu tư của tỉnh, hàng loạt bệnh viện tuyến tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động như Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó là Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới được thành lập và đi vào hoạt động. Đến nay, Hưng Yên có 8 bệnh viện công lập tuyến tỉnh làm chủ được nhiều kỹ thuật cao như thụ tinh trong ống nghiệm, đặt stent mạch vành, điều trị ung thư bằng tia xạ, phẫu thuật ổ não, cột sống, điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết. Các trung tâm y tế tuyến huyện được đầu tư hiện đại có những phát triển vượt bậc về chuyên môn như Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ triển khai chạy thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy Real-Time PCR, 100% trạm y tế tuyến xã đạt chuẩn quốc gia, mạng lưới y tế tư nhân không ngừng được mở rộng với 3 bệnh viện và gần 400 cơ sở khám chữa bệnh. Trong phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế huy động trên 4.600 người ở tất cả 179 cơ sở y tế vào cuộc. Từ chỗ năng lực xét nghiệm PCR một ngày chỉ vài chục mẫu, đến nay 5 cơ sở có thể xét nghiệm trên 10.000 mẫu gộp. 3 cơ sở đang điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân COVID-19. Với sự xung kích trên tuyến đầu của lực lượng y tế, qua 4 đợt dịch phức tạp, tỉnh Hưng Yên vẫn cơ bản khống chế được dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.